quý vị cập nhật các diễn biến giao dịch của các thị trường chứng khoán thế giới. Giữa lúc thị trường tài chính đang quay cuồng với các chính sách thắt chặt, thì ngân hàng Bank of America lại xóa nhòa hy vọng của giới đầu tư chứng khoán Mỹ trong năm nay khi cắt giảm dự báo tăng trưởng của chỉ số S&P 500 với mức tăng năm nay chỉ vào khoảng 7,5%. Theo đó, Bank of America cho rằng S&P 500 chỉ có thể tăng đến 2.000 điểm trong năm nay, tức giảm mất 200 điểm so với dự báo trước đó. Nghĩa là cả năm nay, chỉ số S&P 500 được dự báo có thể chỉ tăng khoảng 7,5% so với hiện nay. Hơn thế nữa, các nhà phân tích từ tập đoàn tài chính này còn nhận định trong ngắn hạn tới đây, khả năng chỉ số này còn giảm tiếp so với mức điểm hiện tại. Dự báo này được đưa ra sau khi S&P 500 mất hơn 9% mới từ đầu năm đến nay. Trong đó, ba nhóm ngành trụ cột chính là tài chính, năng lượng và nguyên nhiên liệu thậm chí còn giảm sốc đến hơn 20% so với mức đỉnh trong một năm gần đây. Tuy nhiên, về dài hạn, các nhà phân tích của Bank of America lại khá lạc quan và không thay đổi dự báo rằng trong 10 năm tới, S&P 500 có thể đạt đến mức 3.500 điểm. Cũng theo Bank of America, chỉ có cổ phiếu của hai nhóm viễn thông và dịch vụ tiện ích là vẫn thể hiện xu hướng tích cực trong năm nay. Và tiếp theo sẽ là một số tin tức khác về thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 2, thị trường chứng khoán Mỹ đã nghỉ lễ Tổng thống President Day. Còn ngày hôm nay, 16 tháng 2, thị trường chứng khoán châu Á đã rực sắc xanh trên nhiều sàn giao dịch lớn. Dẫn đầu là thị trường Trung Quốc trong phiên thứ 2 ngay sau Tết âm lịch, mặt bằng giá cổ phiếu đã vọt lên hơn 3,2% với chỉ số Shanghai Composite. Chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán Thâm Quyến thậm chí còn tăng đến gần 4%. Thông tin tăng trưởng tín dụng đạt mức kỷ lục trong tháng Giêng đã đẩy nhóm cổ phiếu ngành tài chính đột phá mạnh nhất. Cho dù vậy, so với mức đỉnh của thị trường hồi tháng 6 năm ngoái, chỉ số Shanghai Composite cũng đã để mất đến 50% giá trị. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản chỉ nhích nhẹ không đáng kể, chỉ số Kospi cũng tăng hơn 1,4%, chỉ số ASX 200 của Úc cũng có mức tăng tương tự. Theo các nhà phân tích, giá dầu thô đang có vẻ muốn lấy lại xu hướng tăng hai ngày qua, đang là động lực cho không ít sàn chứng khoán châu Á. Một nguồn thảo tin cho hay, các nhà sản xuất dầu lớn của thế giới sẽ gặp nhau tại Doha trong tuần này để thảo luận về sản lượng dầu thô toàn cầu. Cuộc gặp bí mật này sẽ có sự tham gia của Nga, Ả Rập Saudi, Qatar và Venezuela. Cổ phiếu các công ty năng lượng tại thị trường Úc phản ứng tích cực nhất trước thông tin này, với Santos, Oil Search, Inbex và SOI đều tăng từ 0,7 đến 2,5%. Một vài nguồn thảo tin của hãng thông tấn Reuters cho biết ngay từ trước khi vụ bê bối gian lận khí thải của hãng Volkswagen bị phanh phui thì đã có một bức thư từ một nhân viên gửi đến cho các cấp quản lý của Volkswagen để cảnh báo rằng sắp sửa có một cuộc sát hạch diễn ra. Bức thư này làm dấy lên câu hỏi các cấp quản lý của Volkswagen đã biết được bao nhiêu chuyện trong vụ scandal này. Nguồn thảo tin của Reuters cho biết một nhân viên thuộc bộ phận an toàn và chất lượng sản phẩm của Volkswagen đã gửi thư cho các cấp quản lý của Volkswagen vào tháng 5 năm 2014 để cảnh báo rằng giới chức Mỹ có thể sẽ tổ chức một cuộc sát hạch ô tô nhằm vào thiết bị gian lận khí thải. Như vậy, bức thư này xuất hiện trước hơn một năm so với thời điểm vụ gian lận bị phanh phui. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang áp mức phạt lên đến 46 tỷ đô la đối với Volkswagen do vi phạm luật bảo vệ môi trường. Phía công tố viên thì đang xem xét truy tố trách nhiệm đối với các quản lý cấp cao, bao gồm cựu CEO ông Martin Winterkorn. Trong khi đó, mặc dù thừa nhận gian lận khí thải nhưng Volkswagen lại đẩy trách nhiệm cho phía nhân viên Volkswagen nói rằng chỉ có một vài nhân viên thực hiện và biết được vụ việc này. Ngay sau đó, một tờ báo Đức đã lên tiếng nói rằng những nhân viên này chỉ là những con tốt thí của ông Winterkorn, CEO của Volkswagen. Phát ngôn viên của Volkswagen không bình luận về diễn biến này. Thưa quý vị, vụ tràn dầu trên sông Amazon thuộc lưu vực Peru đã gây ô nhiễm các nhánh sông cục bộ. Công tác khắc phục đến nay vẫn chưa được hoàn tất. Trong khi đó, hãng dầu khí quốc doanh Petro Peru phủ nhận trách nhiệm việc gây ô nhiễm. Cho đến nay, đội giải quyết sự cố môi trường vẫn đang làm việc cực lực trên sông Amazon, lưu vực Peru. Hồi 25 tháng 1, ống dẫn dầu Nor Peruano của hãng dầu khí quốc doanh Petro Peru gặp sự cố, ước tính làm tràn đến 3.000 thùng dầu thô ra sông.
lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết vụ ran dầu đã gây ô nhiễm con sông lân cận. Vụ ran dầu đã khiến cho sông Chiriaro bị ô nhiễm, sông lúc nào cũng ngập dầu. Chúng tôi đã huy động 40 người đi dọn dẹp chỗ dầu này, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Tuy nhiên, đại diện quản lý ống dẫn dầu No Peruano thì lại cho rằng con sông bị ô nhiễm không phải do tràn dầu. Theo như tôi được biết thì dầu không tràn vào sông Chiriaco, nó cách chỗ tràn dầu đến 3 km. Đúng là ống dẫn dầu đã rất cũ, 37 năm tuổi rồi, nhưng chúng tôi đang bảo trì, cải tiến nó. Trong khi các công nhân Petro Peru và chính quyền địa phương vật vã với lượng dầu tràn, thì người dân đang phải chống chọi với các cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề vì ô nhiễm. Dầu tràn ảnh hưởng đến trồng trọt, chăn nuôi, ảnh hưởng đến con cái chúng tôi và ai cũng cảm thấy điều đó. Hiện vụ tràn dầu vẫn đang trong vòng điều tra. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, Mỹ và Cuba đã chính thức ký kết thỏa thuận đầu tiên về việc nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Đây được xem là một trong những động thái then chốt giữa Mỹ và Cuba sau khi chính thức bình thường hóa quan hệ. Thỏa thuận hàng không giữa Mỹ và Cuba chính thức được giới chức hai nước ký kết vào ngày 16 tháng 2 năm 2016 theo giờ Mỹ tại thủ đô Havana, Cuba. Thỏa thuận có hiệu lực sẽ mang đến triển vọng phát triển du lịch và thương mại giữa hai quốc gia trong quá trình bình thường hóa quan hệ. Sau khi thỏa thuận được ký kết, các hãng hàng không Mỹ sẽ có 15 ngày để trình đề xuất liên quan tới các tuyến đường lên bộ giao thông nước này. Theo đó, thỏa thuận hàng không sau hơn 50 năm sẽ cho phép 20 chuyến bay trực tiếp từ Mỹ đến Havana mỗi ngày, đồng thời cho phép 10 chuyến bay cất và hạ cánh đến 9 sân bay quốc tế trên toàn lãnh thổ Cuba. Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Anthony Fox và trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về kinh tế và thương mại Charles Gripkin sẽ đại diện chính phủ Mỹ tham gia lễ ký kết lần này. Tại Brazil, một trong những quốc gia Nam Mỹ đang phải đối phó với dịch Zika, chủ yếu bị lây truyền qua mũi vằn mang virus. Doanh số kinh doanh của các mặt hàng như kem chống mũi, thuốc xịt mũi và đặc biệt là nến hương xả đuổi mũi đã tăng nhanh chóng. Cơ sở sản xuất nến AD đặt tại thành phố Sao Paulo cho biết doanh số bán nến hương xả đã tăng 25% kể từ khi dịch Zika bắt đầu bùng phát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hầu như 100% trường hợp nhiễm virus Zika hiện tại đều do bị muỗi cắn. Điều này giúp đẩy nhu cầu mua các sản phẩm đuổi muỗi tăng cao. Nến hương xả là lựa chọn số 1 trên thị trường hiện nay. Nếu so sánh với các loại sản phẩm hóa học khác thì nến là sản phẩm thiên nhiên, không chỉ đuổi muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết, Zika, mà còn đuổi côn trùng. Nhà bán lẻ lớn nhất Brazil tập đoàn Bauer Accuser cho biết, trong những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2016, doanh số bán sản phẩm đuổi muỗi tại siêu thị tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số mặt hàng này tăng mạnh nhất là ở vùng Đông Bắc Brazil, nơi dịch bùng phát mạnh nhất. Lúc trước, nến hương xả chỉ chiếm một phần nhỏ tổng doanh thu của chúng tôi, nhưng sau khi có dịch sốt xuất huyết rồi Zika, thì nhu cầu tăng cao hơn. Vì vậy, chúng tôi phải sản xuất nhiều hơn để đáp ứng thị trường. Hồi trước, nến hương xả chỉ chiếm 5% doanh thu, mà giờ đã lên 25% rồi. Giờ tháng nào cũng phải làm việc suốt tuần để sản xuất mỗi loại nến hương xả này cho thành phố cũng như cho mấy địa phương lân cận. Theo người dân địa phương, dùng nến hương xả để đuổi muỗi là phương pháp hữu hiệu giúp họ bảo vệ chính mình trước dịch bệnh này. Đây là một cách giúp chúng tôi đối phó với virus Zika. Nến này có thể dùng ở nhà hoặc ở chỗ làm việc để đuổi muỗi, loài côn trùng đang gây hại đến người dân. Hiện Brazil đang tiến hành chiến dịch toàn quốc phòng chống Zika. Quân đội Brazil cũng đến từng nhà để hướng dẫn người dân cách diệt muỗi để giảm số lượng muỗi vằn gây bệnh. Thưa quý vị, hãng dầu khí lớn nhất châu Âu là Shell vừa cho biết là sẽ đầu tư mạnh mẽ vào Brazil với hy vọng sẽ tăng sản lượng khai thác lên gấp 4 lần vào cuối năm 2020. Thông báo được ông Ben Van Buren, tổng giám đốc Shell đưa ra ngay sau khi thương vụ trị giá 52 tỷ đô la Mỹ mua lại đối thủ BG Group có hiệu lực vào cuối tháng 1 vừa rồi. Ông Buren cho biết Brazil sẽ là khu vực quan trọng khi Shell tập trung mở rộng hoạt động ở mảng khai thác dầu ở các vùng biển sâu và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Chúng tôi hy vọng những khoản đầu tư vào Brazil sẽ lâu dài và hiệu quả. Chúng tôi không thể đưa ra những con số chi tiêu cụ thể ngay lúc này, nhưng hy vọng rằng Brazil sẽ thu hút được các khoản đầu tư lớn không chỉ trong năm nay mà cả những năm tới. Với thương vụ mua lại BG, Shell có thể tăng sản lượng tại Brazil lên gấp 6 lần, đạt 240.000 thùng dầu và lượng khí hóa lỏng tương đương mỗi ngày, và có thể cán mốc 1 triệu thùng một ngày vào năm 2020. Đồng thời, thương vụ cũng khiến Shell trở thành nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới. Shell hiện đang là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai tại Brazil, đứng sau tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras. Tầm quan trọng của Brazil đối với Shell rất lớn khi công ty này sẽ phát triển những dự án khai thác khổng lồ với các ông lớn khác như Petrobras, Total SA của Pháp và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc.
Tuy nhiên, Shell hiện đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ như giá dầu liên tục lao dốc và những vụ bê bối của Petrobras, đối tác chính của Shell tại Brazil.